Con ơi, chị đi con. Chị đi. Nè con, sáng rồi dậy đi. Dậy. Dậy, dậy đi mà. Dậy. Sáng rồi. Đang mơ giấc mơ đẹp chung với nàng tiên múa chịu tiệc ai chứ dậy vậy? Ôi, dậy. Đây, mày dậy hả? Dậy rửa mặt đây nè. Ồ, mày cái con dậy chi vậy? Dậy rửa mặt rồi còn đi làm lụng nữa chứ. Ôi, tao đang mơ giấc mơ đẹp. Nàng tiên kiều diễm kêu tao dự tiệc múa hát thì tự nhiên mẹ làm tiêu hết giấc mơ của tao. Con ơi, mặt trời tan tảng rạng đông, con mau thức dậy ra đồng kẻo trưa. Nè, thân hèn có đừng có quản nắng mưa, cày sâu bừa kỹ được mùa có khi nha con. Bài này sáng nào cũng nói mệt quá à. Giờ làm gì? Giờ trước tiên là phải ngồi dậy rồi rửa mặt đi. Nè, ngồi. Thôi nghe lời mẹ mà. Mẹ lấy cái kinh nước rồi mà rửa mặt giùm con đi. Trời ơi, ngồi dậy mệt lắm. Thôi mẹ đỡ dậy đi nè. Mẹ đỡ. Mẹ đỡ vậy hả? Ừ mẹ. Đỡ nổi thì đỡ nha. Trời ơi, mẹ dữ quá. Vậy, ui cha đau quá con ơi. Có mặt hả? Ừ, cái khăn đâu rồi? Cái khăn đâu? Khăn gì? Khăn mẹ mới để đây. Đâu rồi? À, con nóng tay. Thôi mày lấy cái nước này mà tạt cho mặt con cho gội luôn đi. Trời ơi, tạt sao được mà tạt. Bữa con chi mất công mỗi tài lắm. Thôi con ơi, con dậy kiếm chuyện đi làm ăn để mà lấy tiền về đổi gạo, nhà hết gạo rồi con. Thôi mệt quá đi. Nhà hết gạo, không có gạo thì khỏi nấu. Khỏi nấu thì khỏi ăn thì khỏi nhai. Ủa nhai chị cho khỏe, chị có ăn ngủ rồi phải sướng cuộc đời không? Mất công lo lắm mà không gì. Con ơi, nhà hết gạo rồi. Mẹ thì già yếu, nay ốm mai đau. Mà con cứ là làm biếng như vậy nè, không có chịu làm lụng gì hết thì lấy đâu mà có tiền đổi gạo nuôi mẹ già con? Mong mày đừng khóc nữa, mẹ chưa già đâu, mày còn trẻ mà. Con không nghe người ta nói hay sao? Chim khôn á thì lựa nhánh lựa cành, gái khôn á thì chọn tay lành mà gửi thân. Con lười biếng như vậy thì con gái nào nó chịu vô đây nó lấy một người chồng làm biếng nhất hay như con hả con? Không lấy thôi, con không cần. Giờ mày đừng kêu con dậy. Đêm qua con đi chơi mất sức gì lắm, giờ mày phải cho con ngủ. Trời ơi trời, hết nói nổi con rồi con ơi. Trời ơi, con lại mày á, con lại mày á, mẹ ơi. Mẹ nói hoài à, cái câu này á 100 lần rồi đó. Mày còn thiếu một chút thôi đó là nhà không còn ở nữa, ở nhà cái định này đủ chưa hả? Mẹ phải nói chứ, mẹ phải nhắc lại để con nhớ, làm bài học nhớ đời chứ con ơi. Hôm qua nè, con đi cô bói đó, cái ông thầy bói ông xem quẻ con rồi, ông nói chỉ thẳng nhưng mà con nói cái số cậu này là số sướng lắm, không cần làm mà vẫn có ăn. Ăn là chỉ có ngủ thôi. Trong cuộc đời cậu chỉ có hai việc mà cậu phải nên làm: ăn rồi ngủ, rồi ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ, rồi ngủ và ăn thì thôi. Mẹ cậu sẽ nhờ phước của cậu cũng ăn là ngủ, ngủ và ăn đó. Ở đâu mà ra hả con? Ông nói hả chỉ con heo sao là con vậy đó. Trời ơi, ông thấy sao sách ghê không? Thấy không? Lo cái gì mệt mẹ quá. Trời ơi, sao mà tôi lại bạc phước như thế này hả trời? Có mỗi một đứa con mà không được nương tựa tuổi già. Sao mà tôi khổ quá vậy trời ơi. Trời Phật ơi, con xin khẩn cầu, xin trời Phật thương con, ban phước cho con của con nó biết sửa đổi tánh tình, nó biết siêng năng làm lụng. Xin ơn trên thương giùm con, ban phước cho con. Kính chào lão phu nhân. Chẳng hay ông là ai, từ đâu tới đây? Thưa phu nhân, tôi á
là quản gia của quan huyện sở tại. Quản gia của quan huyện sở tại? Như vậy thì ông có chuyện gì mà lại đến đây? Thưa phu nhân, hôm nay á, quan huyện sai tôi mang ít lễ vật đến đây là có chuyện hệ trọng để bàn bạc với phu nhân và công tử đó. Mẹ con tôi nghèo xác xơ như vậy thì có chuyện gì hệ trọng mà phải bàn bạc chứ? Phu nhân ơi là phu nhân, bà không biết cái gì cả. Phải có chuyện hệ trọng liên quan đến mẹ con bà thì quan huyện mới biểu tôi đến đây. Chứ nếu không á thì ổng sai tôi đến đây để làm gì? Như vậy thì phiền ông có thể nói cho già này nghe chuyện hệ trọng đó là chuyện gì hay không? Chuyện này hệ trọng, không có nói lớn được. Cảm phiền phu nhân á, ghé tai lại đây cho tôi nói nhỏ. À vậy thì dạ. Hả? Trời ơi, đường đường là một tiểu thư con của quan huyện mày làm cái chuyện hư thân mất. Phu nhân ơi, cũng nhờ tiểu thư con quan huyện á hư thân như vậy á thì công tử lười đây nè mới có cơ hội mà mở vào miệng mèo chuột sa hũ nếp. Tôi thấy cái chuyện này là cái chuyện đáng mừng, chứ ở đâu mà bà lại còn ở đó chê bai này nọ nữa chứ. Nhưng mà thưa ông, tiểu thư nhà quan huyện á bị như vậy mà lại cho con trai của tôi hưởng lộc là sao? Tôi không thể nào hiểu nổi. Có chăng á là có ai đó ăn ốc rồi bắt con trai tôi hút vỏ. Mà cái thằng này á nhai nó còn làm biếng, huống chi đi hút vỏ người khác. Phu nhân ơi, xin hãy nghe kẻ hèn này nói, chỉ cần công tử á nhận cái bào thai ở trong bụng của tiểu thư là của mình thì quan huyện á sẽ cho công tử liền 10 thửa ruộng, 10 con bò, 10 con trâu và một căn nhà 3 gian. Lúc đó thì mẹ con bà tha hồ mà hưởng lộc quan, còn công tử lười á thì tha hồ mà ăn ngày ăn đêm, ăn cho tới đời con đời cháu đời chắc cũng chưa chắc là hết của nữa là. Đó, mày thấy chưa, mẹ lúc nào cũng nghe là con đã nói ông thầy bói coi con lận số để bọc điều, không cần làm gì hết, chỉ có ăn với ngủ thôi, tự động có người đem vàng và bạc nó đầy đập vô mặt bắt con phải nhận, thấy chưa? Đúng là người ta nói vô tình gặp được giếng khơi vừa trong vừa mát lại nơi thanh nhàn. Ôi con ơi con, chuyện đời đâu có đơn giản như vậy được, không dưng mà người ta đem của tới nhà mình à. Giả lại con đâu có quen biết gặp gỡ gì tiểu thư nhà quan huyện mà lại nhận càng cái thai đó là của mình. Bẩm phu nhân, nếu như quan huyện á biết chắc cái bào thai trong bụng của tiểu thư là của công tử lười thì lúc đó mẹ con bà phải mang trọng tội, chứ việc gì ông lại sai tôi mang lễ vật tới đây để mà bàn bạc với mẹ con bà. Ông quan huyện á vốn là người nham hiểm lại keo kiệt thì làm gì có việc đem lễ vật tới cho người ta công không như vậy được. Chẳng qua là ông chỉ muốn dùng của để mà che mặt thôi. Vậy thì mình không dựa vào cơ hội này để bắt dò ông quan huyện đi. Tôi thấy công tử lời nói đúng đó, phu nhân nên nghe theo công tử, cho công tử nhận đại cái thai của trong bụng của tiểu thư là của mình đi. Tuy là có hơi thiệt thòi một chút, nhưng mà lại được hưởng cái gia tài kết xù, lại vừa không làm gì mà lại có đứa con để ẵm bồng nữa chứ. Như vậy phiền ông quản gia về trình lại với quan huyện, hãy cho mẹ con tôi thư thả vài ngày để suy nghĩ đã. Từ ở mình mà không nhào vô, thằng khác nó nhào vô là mình mất 10 thứ ruộng, 10 con trâu, 10 con bò, cái gian nhà 3 gian 2 trái với lại đứa con nhiên đẻ ngang hông, ổn lắm, ổn lắm. Công tử lời nói vậy á
là đã đồng ý với tôi rồi phải không? Vậy còn không mau đi theo tôi về công đường mà trình diện quan viện nữa chứ. Mà thôi, về á, ông nói lại với ông quan viện á, muốn gì thì dẫn con gái, dẫn trâu, dẫn bò lại để nói chuyện với tôi. Tôi không có thời gian để mà nói chuyện ông đâu. Với lại tôi mất ngủ rồi, không có rảnh đi trình diện. Vậy nha. Chào lão phu nhân. Ở đây phải không? Cha tha lỗi chúng con trốn dại. Linh lên đâu? Dạ. Linh lên cho ta. Trời đất ơi, sao tụi bay ồn ào quá vậy? Chọt cái nhộn cho mày. Vừa phải không? Tao đang ngủ mà phá giấc ngủ tao à. Tại tao làm biếng tao bật dậy, tao lấy cây tao nện dập đầu tụi bay luôn bây giờ. Dạ, xin quan huyện nghĩ tình ông quan nhà tôi lúc xin tiền mà mở lòng tha thứ cho thằng lười con nhà của già. Chưa trời trên đất còn ngủ à? Ủa, nghe tới quan huyện ông vậy thi lễ à? À thì ra ông là quan huyện hả? Trời ơi, vậy mà nãy giờ tụi đâu mấy đứa nhỏ nó phá giấc ngủ tôi. Thôi thông cảm nha. Ngươi đã nhận ra ta rồi hả? Ừ. Sao ngồi đó chứ làm gì? Không chịu quỳ lại xin lỗi ta. Có nói lộn gì trời. Ân nhân mà ông đòi phạt tội, ân nhân mà ông đòi quỳ xuống lại ông là sao? Phạm thượng. Vậy còn ngươi chưa biết tội à? Tội gì? Trời đó. Không. Ta sẽ xử tội ngay bây giờ. Chú xử tội cho tôi hỏi ông cậu nha. Thường người ta xử tội người ta phải nói cho tội nhân biết là tội gì chứ, đúng không? Ngươi muốn biết tội phải không? Ừ. Được, ba cho biết đây. Tiểu thư đâu? Dạ. Bước ra đây ba mặt một lời. Tiên nữ. Ủa đúng rồi. Nàng là tiên nữ nè. Trong giấc mơ tôi gặp nàng. Ủa sao trong đó là nàng tiên nữ mà ra ngoài đời nàng là tiểu thư con của quan huyện vậy? Tiên nữ hay tiểu thư gì cũng là thiếp cho chàng nghe. À, quyền hả? Nhìn cho rõ đi, có phải đó là vật chứng không? Nào vật chứng không? Chính mi là tác giả của nó phải không? Ý trời ơi, bụng đâu thua bụng tôi đâu. Nhưng mà không sao, miễn khỏi làm mà có con cũng vui à. Nhận tội rồi phải không? Nè, tôi nhận tội là vì tôi có con mà có của nữa mà. Đúng là cái đồ siêu lười á. Cái chuyện mà có con mà cũng còn làm biếng á. Có con mà có của mà. Đừng tưởng bỏ. Không dễ nước trôi của cải ta đâu. Dù sao thì mấy con gái ta đã nhận nhau rồi. Thì chú có cách duy nhất là nhận hình phạt của ta thôi. Ui kỳ vậy quan, quan làm gì ông đúng nghe. Hai đứa con thương nhau tự nhiên giờ quan xử của mình con à, còn tiểu thư à bỏ hả? À? Nhà ngươi không biết thân phận của mình à. Đủ bếp mà trời mắm son. Mới chỉ là một tên lười nghèo mát. Chưa cứ sinh mà dám ăn nằm tiểu thư à. Lại còn dám cho là mình vô tội à. Ôi trời ơi trời ơi, tôi bị quan quá trời ơi. Trong giấc mơ cũng như thiệt. Tôi có làm gì đâu. Tự nhiên có nàng tiên tới rủ tôi đi chơi. Thường ngày tôi làm biếng dữ lắm, bữa nay tự nhiên đâm xiên à. Tôi đi chơi duyên về cứ tôi có làm gì đâu. Tôi nhớ thì tôi có múa hát với ăn tiệc thôi à. Tự nhiên sao lòi ra vậy á. Quan quá à. Ai biểu ngu rác chịu. Ôi trời ơi, quan ức quá đi. Cái này gọi là anh chưa đàn mang vào cổ nè. Tự nhiên bắt tôi nhận tội là sao? Chàng hãy nhìn thiếp á mà nhận tội đi. Chàng càng nói cha thiếp càng nổi giận là chàng càng đắc tội đó. Hoàng ơi, cô bị quan mà cả trong mơ với thật cô đâu có làm gì đâu mà tự nhiên cứ bụng bự gì. Con nghĩ là chắc là bị sình bụng hay là trương phình hay gì đó, hay là cái bụng nó bị bệnh gì đó. Mà lỗi con. Đúng là phường nháp làm ham lý sự. Ủa, chứ quan không nghe người ta nói mồm miệng đỡ chân tay hả? Im đi, hãy mau nhận tội đi. Nhận
Nhận gì trời? Đâu có làm gì đâu bất nhận rồi trời. Người quan quá vậy? Nè, quan, đừng phải rồi nha. Quan định bắt tội tôi hả? Dám bắt tội ân nhân của mình sao? Ha, cho quan biết, tôi đã nhận cái bầu này là con của tôi, là tôi đã cứu quan, làm cho quan không bị ô uế thanh danh của mình. Như vậy tôi là ân nhân chứ còn gì nữa? Tội của mình ta chưa xử xong, còn dám xưng là ân nhân của ta? Chứ còn cái gì nữa? Bây giờ quan á, hãy mau mau rút lại cái lệnh là đánh tôi, xử tội tôi và ban thưởng như lời của ông quản gia nói đi. Tên công tử lời biết kia, chẳng qua là tôi dùng đất đai trâu bò để dụ cho mi sai mồi mà trường mặt ra nhận tội, chứ cũng cãi của ta là bỏ cho hôn, đem cho không nhận ngươi. Tụi mấy đám công tử á, ý vào như ngươi làm biết à? Ôi trời ơi, ông quan huyện ông chơi chiêu độc quá, thì giúp tôi nhận đem lời cuối cùng à. Anh tôi còn bị xử tội, không có tiền, không có bèn, không có chậu bò vậy à. Anh tôi không biết đâu, tôi bắt tên à. Tôi không chịu đâu, ông lừa tôi, ông gã tôi hả? À. Vậy là ngươi đã nhận tội rồi á. À. Nằm xuống chịu đầu lo đi. Lên đâu, quýnh chập rồi. Tụi chúng giờ là xong hả? Xong à. Không giác xin gì hết à. Ta thư tình cho đồng tiền vàng này, cầm lấy, từ nay về sau đừng có mong ra cho nữa. Còn quan mà lấy thằng lười nó chẳng làm gì hết, nhịn đói cho chết rã tay. Nhắc tới là tôi giận, tôi hận cha nàng. Trời ơi, kêu lính đánh ta bầm dập. Rồi hôm nay đi, thân thể ta te tua. Trời ơi, rồi tới khu rừng này không có giường, không có chiếu, không có nệm, không có gì hết. Trời ơi, ta còn đói meo nữa. Ngộ thân ta quá đi, trời ơi. Dạ biết đó, cho tiếp tục giờ mà lấy một tiền về nó mua những thứ cần thiết, rồi tiện tặng sống chứ qua ngày. Sau đó thì kiếm gì đó mà làm. Nàng nói cái gì? Nàng nói cái gì? Hả? Nàng mới vừa nói cái gì? Cha nàng cho nàng một đồng tiền vàng. Như vậy ta sẽ không phải đói meo nữa. Bây giờ có đồng tiền vàng này, ta sẽ ở không, ta sẽ ăn thôi, và sau đó ta ngủ. Nàng sẽ có nhiệm vụ nấu cơm cho ta ăn. Ôi, ta thương cha nàng quá, ta thương nàng quá, ôi, ta thương đồng tiền vàng quá. Nói vậy sao phải? Có đồng tiền vàng này rồi á, chừng ăn cũng hết. Rồi lúc đó chàng sao? Chàng khoanh tay vì chết đói hả? Ôi nàng ơi, lo gì? Chàng phải cố làm cho ra của ra cải để mà cùng với con nữa nè. Thôi mệt quá đi, khi nào mình ăn đi hết tiền, hết vàng rồi mình tính sao? Vậy con sao? Thôi mà nè, không một miếng coi. Đừng cái gì vậy? Khi nào mà đúng thời điểm á thì mình mới được chung chăn gối. Nàng vô duyên quá. Ta với nàng, nàng đã có thai rồi mà sợ gì nữa? Không có sao đâu nha. Cái gì vậy? Chàng á, chàng tin vào những chuyện tiễn bông vậy hả? Thì nàng có thai, tôi nói nàng có thai chứ diễn dông gì. Mà thấy chị giả vờ thôi. Chàng nhìn nè. Ai đâu vậy? Trời, nó bay đâu rồi? Hả? Vợ ơi, tiểu thư ơi, nàng đâu rồi? Thôi mệt nàng quá, ta chỉ cần biết có đồng tiền vàng này, ta sẽ no bụng. Vợ ơi. Vợ à, tới giờ ta dậy rồi, nấu cơm ta ăn đi. Ta đói rồi vợ ơi, ta ngủ nãy giờ ta mệt quá rồi. Đâu rồi? Vợ ơi. Ê. Trời ơi, cái gì đây? Ê, đừng nói tới tôi là tôi đói, vợ cho tôi ăn rau nha. Lấy đồng tiền vàng đổi gạo rồi về nấu cơm tôi ăn đi. Ngồi đó làm gì? Thank you.
đói quá rồi khóc hả? Trời, tính rơi cái đồng tiền vàng vợ chồng mình rồi. Ôi có gì đâu rơi, thì mới mốt mà làm cái hả? Rồi nói gì? Nàng đánh rơi cái đồng tiền vàng, cái đồng tiền vàng duy nhất mà cha cho nàng. Trời ơi, tôi chết rồi, tôi nói rồi mà, cái đồng tiền vàng bữa tôi đã giữ rồi, một hai cứ nói vợ sẽ giữ cho chồng, hai chồng á là dễ làm rớt lắm, cuối cùng chính nàng hư quá đi thiệt á, rớt đồng tiền vàng rồi thì sao, gạo đâu ăn? Tôi mà chàng ráng đi tìm tiếp đi. Không tìm cái gì, làm sao tao biết đâu mà tìm, nàng làm vậy là chết rồi, giờ tao chết đói luôn là sao? Mà nàng làm rớt ở đâu vậy? Ngoài bìa rừng. Trời đất ơi, thiệt á, nàng chưa từng thấy người vợ nào như nàng hết trơn á. Ta phải đi ra ngoài bìa rừng tìm cái đồng tiền vàng về rồi. Thiệt á, đáng lẽ giờ này là giờ ta ngủ, vậy là ta ăn xong ta ngủ tiếp nè. Giờ ta phải cất công đi ra ngoài bìa rừng. Mà nàng làm rớt ở bìa rừng mà khúc nào? Bìa rừng cái chỗ mà cây cối nó mọc rộng rạp hết trơn á. Trời đất ơi, ngủ đi, chàng ngủ đi. Không có được, tao không thể nào ngủ được. Tao ngủ mà tao đói vậy, tao không có ngủ nữa. Tao thà là vậy chứ không chết đói được. Một ghê á, bây giờ á còn phải ra ngoài bìa rừng. Mà nàng á kỳ lắm, ví dụ như rớt ra lửa nào đất trống đi, còn không là rớt ở trên giường đi cho ta dễ lụm. Thổi mất tâm ta đằng này, rớt đâu ngoài bìa rừng bực. Thôi, mình giờ đáng đi kiếm đi, không lẽ ngồi đây chịu chết đói hả? Thì dĩ nhiên rồi đó, sợ chết đói là phải đi kiếm thôi. Lấy cho ta cái rửa đi. Đâu rồi nữa nè. Đây nè. Mà cực lắm đó nha. Cái cải nó cực cũng phải chịu thôi. Thì thôi kế bên đó thì lấy đi luôn đi. Thôi, nàng lấy cho ta đi. Ta không thích, ta làm biến lắm. Đâu, đứng dậy. Ta tên gì? Không có đứng được, nàng cầm đưa ta ra đi. Trời ơi là trời. Đi. Và bỏ người ta ra đi. Đây nè. Ta sẽ lượm giờ cho nàng. Thiệt á, chưa từng thấy. Giờ tất công chặt hết cho mấy cái cây, làm sao cho nó sạch sẽ mới tìm được cái đồng tiền vàng của nàng. Thôi mà đi đi, hồi đứng đây hồi chết đói sao? Bây giờ tao hỏi nàng nè, cái bìa rừng mở hướng nào, đông tây nam bắc? Kìa, hướng này hả? Đó. Trời ơi, đám rồi cây cối rậm rạp rồi kia kìa. Rớt một cối mà lựa hướng gì mà nó xa, ôi là xa. Mà lựa bu gì mới đó. Đi. Bực ghê vậy. Đi đi mà. Ôi, ta chán, ta buồn quá đi. Cả tháng nay rồi mà vẫn không tìm ra được cái đồng tiền vàng. Bây giờ thèm có một chén cơm ăn cuốn cuốn suốt ngày, toàn ăn cây cỏ luôn. Ước gì bây giờ có được một chén cơm, trời ơi, chắc ta ăn sạch luôn, ăn luôn cái chén. Trời ơi, ở đâu mà có cơm, thịt rồi rau, trời ơi, có cơm, lâu lắm rồi tôi mới thấy, thèm quá. Ủa, nàng ơi, gạo đâu mà có mà nàng nấu cơm vậy? Gạo đó là công sức lao động của hai đứa mình đó chàng. Ủa nàng nói sao tao không hiểu? Thôi để xuống đi vô mời mẹ vô ăn cơm với vợ chồng mình. Không, nhưng mà nàng phải nói cho tao biết, từ đâu mà nàng có gạo này? Hôm nay tôi toàn là đi là ruộng vườn được không mà, chứ đâu có làm lúa gì đâu. Lúa đâu mà nàng có gạo để nấu cơm ăn. Mà thiếp nói này á, chàng bình tĩnh nha. Chàng đừng nổi giận với thiếp đó. Tao hề luôn, tao không nổi giận đâu. Chàng nhớ là thiếp nó nói với chàng á, là thiếp đánh rơi đồng tiền vàng không? Đúng rồi. Mà thật ra là thiếp bịa chuyện. Trời đất ơi! Nè! Chàng hứa gì? Nè, tao xin lỗi. Nàng lại lừa gạt ta nữa hả? Lừa gạt lần nào đâu nữa. Thì đó, nói rớt mà cuối cùng không rớt. Vậy là nàng bán cái đồng tiền vàng đó, nàng mua gạo ta ăn hả? Không phải. Nãy thiếp nói gì chàng nhớ không? Đó là công sức lao động của mình á. Chàng nhớ là chàng đi vô rừng á, chàng phát cỏ, chàng tìm đồng tiền vàng không? Đúng rồi. Thì á, chàng đi trước, xong rồi tiếp lẻo đẻo đi sau, xong cái chàng phát cỏ tới đâu, tiếp gieo hạt giống tới đó. Xong cái mưa xuống xong lúa mọc lên cái mẹ với thiếp mới thu hoạch về sàn giả thành gạo để nấu cơm cho chàng ăn đó. Trời ơi, thì ra ta đi phát cỏ còn nàng theo ta ở phía sau nàng trồng lúa hả? Đúng rồi. Thì ra là nàng giấu ta, vậy mà mẹ ta cũng không cho ta biết nữa.
Mẹ ơi, mẹ, mẹ. Mẹ đây. Mẹ. Có chuyện gì vậy con? À, mẹ ngồi đi nha. Mẹ nha, mẹ nghe là vợ con giấu con. Con á, cứ lo mãi mê đi tìm đồng tiền vàng, làm sao hay biết được việc làm của mẹ con ta hả? Con nhìn kìa, đó. Cái gì vậy mẹ? Cái bộ lúa trong nhà mình đó. Ơ, ừ, nó đó, nó còn quý hơn cả ngàn lần á, cái đồng tiền vàng của con nữa đó. Trời, cái đó là cái bộ lúa đó hả? Ủa mà cái bộ lúa mẹ nói sao nó lại quý hơn cái đồng tiền vàng chứ? Đồng tiền vàng có thể mua được lúa mà. Chàng à, đồng tiền vàng á có thể mua được lúa, nhưng mà chàng xài hết á thì mất hết luôn, còn gì đâu mà mua lúa đúng không? Nhưng mà lúa thì cứ mùa này sang mùa khác mình sàng giả ra làm gạo, nấu cơm ăn đó, chàng thấy chưa? Chứ hả, chàng cứ phụ thuộc cái đồng tiền vàng nó hoài à. Mẹ nàng, con cảm ơn hai người, nhờ hai người phân tích ra bây giờ con mới hiểu giá trị của lao động nó quý như thế nào. Bây giờ con hứa sau này con sẽ không lười biếng nữa đâu, con sẽ đi trồng lúa chung với vợ con. Mẹ, nếu mà con đã hiểu ra rồi đó thì từ nay đó phải bỏ cái tính lười biếng hay không? Dạ. Ừ, phải lo siêng năng làm lụng. Mẹ tin á là sau một thời gian á, cái tính siêng năng làm lụng của con á, nó sẽ hóa thành vàng ròng đó. Con cảm ơn mẹ. Mẹ cảm ơn nàng nha. Nhờ nàng mà bữa nay ta có cơm ăn. Ôi lâu quá thèm ghê vậy. Thế thì con ăn miếng nha, đẹp quá. Cảm ơn mẹ. Ta cảm ơn. Ta đâu? Nàng là ai vậy? Ta Chíp không phải là con gái của quan hoàng, mà Chíp là con gái của thằng lúa. Bởi vì á, chàng lười biếng không lo làm ăn, cho nên nó mẹ chàng ngày đêm phấn phái là chàng sửa tính tình để mà biết lao động. Lòng thành của lão bà đây á, đã thấu đến Ngọc Hoàng, cho nên Ngọc Hoàng sai cha ta là thằng lúa xuống đây dễ làm quan huyện để tiếp cận chàng, cải tạo cái chức ghét của chàng đó. Thì ra nàng là tiên nữ không có thần lúa hả? Cái gì tính người biết của ta phải đó. Giờ chị đã biết quý lao động rồi thì có những chiếc á đã làm xong nhiệm vụ thôi. Chiếc xin từ giả chàng, từ giả mẹ về xứ sở của thằng lúa. Đừng nàng ơi, đừng có đi mà, nàng nỡ bỏ ta sao? Chiếc hẹn chàng mùa sau, nếu chàng biết siêng năng làm lụng nuôi mẹ thì chiếc sẽ trở lại xung hợp với chàng. Còn bây giờ xin giả biệt chàng, giả biệt mẹ, để trở về xứ sở của thằng lúa. Xin cảm ơn thần lúa đã thay đổi được tính tình con trai của con. Lười ơi, chính thần lúa đã cho tiên nữ giáng trần để thử lòng con đó. Nếu con thực sự siêng năng làm lụng thì mẹ tin rằng mùa sau nàng sẽ quay trở lại để cùng con nên duyên nên nợ. Con cảm ơn thần lúa, con cảm ơn tiên nữ để giúp cho con biết được giá trị lao động là như thế nào, nó quan trọng như thế nào. Con hứa với thần lúa con lười biết nữa đâu, con sẽ siêng năng làm lụng để chờ mùa sau gặp lại vợ con. Mẹ ơi, có dân giả mới có thanh nhàn, khi không ai dễ